Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất tới Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cho học sinh các khối lớp 7, 8, 10 và 11 trở lại trường học trực tiếp từ ngày 3 tháng 1. Với các khối lớp còn lại sẽ được Sở công bố sau, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh. Cụ thể, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất từ ngày 3 tháng 1 năm 2022, học sinh của các khối 7, 8, 10, 11 trở lại trường. Nếu đề xuất trên được chấp thuận, hơn 680.000 học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ đến trường sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Trước đó, kết quả khảo sát lấy ý kiến phụ huynh của một số trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, phần đông phụ huynh, khoảng hơn 70% đều đồng ý cho con đi học trở lại sau 2 tuần thí điểm lớp 9, lớp 12 học trực tiếp. Dự kiến trong vài ngày tới, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có văn bản chính thức về kế hoạch học tập của học sinh các cấp trên địa bàn thành phố.